giờ hãy cùng theo chân Miko để xem coi một buổi tờ mờ sáng đi chợ của vị khách nước ngoài này như thế nào nha. Xin chào quý vị, Miko và cả ekip đã có mặt tại chợ Bình Điền. Không biết nhân vật của chúng ta đã tới chợ chưa? Mr. Lee, hello. Wow, nice to meet you again. Nhìn ông sẵn sàng lắm không? Yeah. Ông mang về ủng nữa. Để Miko mang về cao gót. Ok. You have for me? No. Okay, one more for me. Okay. Ooh, great. Thank you, arigato. Okay, go here. This way. Ôi ơi, ngạc nhiên quá. 이렇게 보고 저쪽에 가면 있어. 저쪽에 가면은 있는데 함께 가자고. 이기마쇼. Wow, đi tới khu nội tạng rồi đây nè. 신선. 신선. Oh yeah. 주부 사람이. Hồi chiều có ăn nè. Thì how much? Ông hỏi cái này bao nhiêu chị? 65 ngàn. 65. Ok. 65 ok. Ok. Bao? Mấy ký? 85. Hả? 8 kilo. Yeah. Pizza, thank you. Yeah, you been good. Bình thường khi mà ông đi chợ thì ai trả giá hay là ai chỉ cho ông nói? Các giá cơ. 여기도 물어보고 how much? Oh. Memo. Okay. Memo, okay. Okay. Discount. Cái ngày đầu mà ông đi chợ á, mình có gặp bỡ ngỡ gì không? Oh, 놀랐어요. Yeah. 너무 놀랐어. Really? Yeah. Ở Nhật Bản hay là ở Trung Quốc thì ông có từng đi những cái chợ như thế này không? 아, 있어요. 저희는 일본에서도 한국에서도 이런 데에서 사요. Oh, đây là có giống nhau không? 아, 조금 달라요. 조금. 즐겨요. 즐긴 게 있고 안 즐긴 게 있고 그리고 손질하는 방법이 틀려요. Chị ơi, là chị gặp ông Ly nhiều lần chưa? Cái hồi lần đầu tiên mà ổng ra đây, ổng đi mua đồ á, chị có ngạc nhiên không? Chị cũng hơi ngạc nhiên, người đàn ông ở nước ngoài không? Đi ra đây ấy. Lúc đó mua đồ có khó không? Nói chuyện có hiểu nhau không? Không hiểu, nhưng mà con bé không hiểu. Có lựa chọn kỹ hay là trả giá gì không? Lựa kỹ, giá cả thì không phải vấn đề, nhưng mà ổng mua đồ. Wow. Khó khăn lắm á. Trời ơi. Cảm ơn chị nha. Go home. Home. Hey, I go, I can. Happy. Yay. Quê. Ăn quá. Vậy là chúng ta đã đi chợ xong xuôi mà nhờ có ông Ly thì Miko mới được đến chợ Bình Điền. Không biết lịch trình của ông ngày mai sẽ như thế nào. À, đây rồi. Này ga. Sauce. Sauce. Yeah. BBQ sauce. Sauce를 만들 거예요. 아침에요. Wow. Vậy thì lúc đó thì Miko Lan Chin cùng ekip của mình sẽ đến để có thể tìm hiểu thêm về cái loại nước sốt barbecue này có được không ạ? Ok, thank you very much. Okay. Một buổi đi chợ khá thú vị bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 sáng. Chúng ta cũng thấy có những con người đã phải thức từ rất sớm cho một ngày của mình. Và ở đây thì hình ảnh mà Nguyên Hàng cảm thấy thú vị đó là hình ảnh của một người đàn ông mà lại là một người nước ngoài đi chợ. Cá nhân của một người phụ nữ Việt Nam mình nhìn thấy hình ảnh đó thì như thế nào, Lan Phương? Đàn ông mà cứ chia sẻ về công việc với phụ nữ như vậy thì phụ nữ sẽ rất là vui. Đúng. Và nhất là với lại cái hình ảnh mà ông ấy thứ nhất lại của người nước ngoài nữa thì trông nó rất là dễ thương. Tôi nghĩ là ông cũng khá là quen thuộc với ngôi chợ rồi, vì ở đây cũng một thời gian cũng đủ để mà xây dựng cái nhà hàng đến. Thì thời gian đầu có người phiên dịch thì cũng sẽ giúp cho ông là biết được chính xác là như thế nào và có một cái cách để giao tiếp với cái người bán hàng rồi. Thì cho nên là nó cũng sẽ không có khiến cho ông cảm thấy khó khăn nữa. Anh Hoàng khi vào đi chợ anh có trả giá giống như cái người đàn ông này hay không anh? Thật ra thì nói mà trả giá thì chắc không có đâu. Không biết là giá đấy đắt hay không luôn ấy. Chính xác. Em cũng thế mà, vì em cũng không biết đây là nhưng mà có một điều mà mọi người phải để ý là ông này đã quen với cái sạp hàng này rất là nhiều rồi, cho nên ông cũng đã biết rất là rõ cái giá. Không, với là một phần anh nghĩ nè, tại ông là chủ nhà hàng với là ông là người làm bếp á, cho nên ông sẽ nhìn được cái là cái miếng thịt đó ngon hay không ngon và có xứng đáng với đồng tiền đó không. Và có một điều anh để ý là ông đã đi chợ vào thời gian điểm là 1 giờ 30 sáng, giờ rất là sớm. Vào thời cái giờ điểm đó là rất ít người đi chợ. Ngay cả những người lấy hàng đó họ cũng phải sẽ chọn cái thời điểm hơi trễ hơn một chút. Nhưng mà ông đi rất sớm để chi? Ông lựa đồ ngon. Đúng, ông lựa đồ ngon cho cái nhà hàng của mình.
Và đối với một đầu bếp để có một món ăn ngon thì nguyên liệu nó phải ngon. Thường cái nhà hàng này mà hàng ngon hơn cái nhà hàng khác á, nó bao giờ nó cũng có công thức bí truyền. Mà những công thức đó thì ít khi nào tiết lộ được cho người ngoài. Đúng rồi. Hồi nãy mọi người có để ý là cái anh đầu bếp người Việt, ổng cũng không có biết được cái nguyên liệu, cái không công thức làm nước sốt. Thế mọi người nghĩ xem, cái cô Miko nhà ta có dụ được ông Ly để tiết lộ ra được cái công thức làm nước sốt không? Chắc là Miko cũng sẽ có miễn nhân kế. Nhân kế. Nếu như là em nha, cái đó là công thức bí mật của em. Ví dụ như là cái đó là 100% thì anh chỉ kể chừng cho 20 hoặc 30% để biết thôi. Tại đó là công thức bí mật của anh mà. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chỉ rồi tự nhiên làm về làm ngon hơn nhà hàng anh sao được. Để xem coi cái cô gái Miko của chúng ta khéo léo để dụ cho vị khách của chúng ta tiết lộ được bao nhiêu phần trăm. Và cái điều quan trọng là ngày xưa người ta luôn luôn mong một câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cô nào mà càng đẹp là dễ càng khai thác được nhiều thông tin. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Sau buổi đi chợ kết thúc vào 3 giờ sáng ngày hôm nay thì Miko Lan Trinh đang có mặt trước một căn biệt thự rất là to, rất là đẹp ở cuối một con đường hẻm khá vắng tại quận 2. Và được biết đây là nơi có căn bếp bí mật của ông Ly. Hãy cùng theo chân Miko Lan Trinh biết đâu tìm ra được chìa khóa thành công của chuỗi nhà hàng Hữu Duyên thì sao. Xin mời. Trong đi, trong đi, trong đi. Annyeonghaseyo. Ông Ly hiện tại bây giờ ông có cảm thấy mệt không sau khi mà tối hôm qua phải thức khuya như vậy? Khen sao đây, hết ba đây không? Lan Trinh đang thắc mắc là tại sao phải có một cái căn bếp bí mật như vậy? 우리가 이게 이 소스가 일본, 중국, 한국, 베트남 전부 다 같이 쓰는 건데 이거는 아무도 모르고 저밖에 몰라요. 그래서 예. 보안 차원에서 내가 하는 거예요. 이렇게 해서. Hiện tại bây giờ Lan Trinh đang nhìn sơ sơ là thấy có trái cây ha. Thì không biết là trong cái sốt bí mật này có cái nguyên liệu nào đặc biệt không ạ? 이게 전부 다 저기 들어가는 거예요. 그래서 애플, 키위, 파인애플, 바나나, 네, 레몬. Many many fruit. Yes. Yeah. Yes. It's very good. Yeah. 아, 이거는 Japanese style. 후르츠하고 단맛을 내는 거는 설탕보다는 이게 thay vì dùng đường thông thường thì rất là mặn, dùng cái đường cũng hay ha, đường từ trái cây. Ông đã mất bao nhiêu lâu để có thể nghiên cứu ra được cái loại nước sốt như vậy? À, 내가 일본에 갔을 때, 저는 2000년도에 갔을 때, 되게 Can I do it? 아가씨 만들 수 있어요. Yeah. Money. Money. Lan Trinh sẽ đi rửa chén không công cho nhà hàng của ông. Hơn 3년. 3 years 설거지하는 거. 3 years. Chết rồi. Okay. Yeah. Okay. Rồi khó à. Dạ, yeah. Giờ làm gì trước? 그러면은 내가 이제 많은 걸 안 가르쳐 주고 조금만 가르칠게. 리틀. 리틀. 알겠어. 왜 이렇게 rửa chén một ngày thôi. This cut. Cắt ra, yes. Cắt chuối với thơm ra. Okay. Ah, okay. Okay. All cut. Okay. Good, good, good. Yeah, okay. Đi. Mình bỏ hết vào trong cái nồi đó luôn. Dạ. Oh, wow. Okay. Okay. Great. Great. One secret ingredient. Bỏ luôn vô hả? All. Trời. Lạ trời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn á. Mà chuối nữa. Rồi để học xong rồi về. Chuối nguyên trái luôn mà không có lột không lột vỏ không làm gì hết luôn. Không lột vỏ luôn. Elena, đi sao đam? Chút nữa nấu mềm mềm rồi thay ra. Không, chỉ quan trọng là lấy cái nước thôi chứ không có thay ra đâu. Nước lấy cái nước chất ra. Cái nước đang đó để pha trộn với cái sốt. Bỏ vô á. Bỏ vô cái nước đó là nước gì đó? Ở Việt Nam không có. Không có. 이거는 이제 손이 많이 가는 건데 나도 한 번밖에 안 만들었다. 여기까지밖에 보여줄 수 없다고 그래. 여기까지. Stop. No, no. Okay, yeah, understand. Money. Money. I clean this for you. 3 years, okay? Ông học bao nhiêu lâu và ông đã nghiên cứu các món ăn này trong bao nhiêu lâu để mở được nhà hàng? 제가 요리를 시작한 거는 한 23년 정도 됐어요. 23 năm. Very long. Long time. Vậy khi mà ông mở nhà hàng ở Việt Nam thì ông có gặp khó khăn gì không? 베트남에서는 이 말을 모르니까 많이 힘들어요. Ai giúp đỡ ông trong thời gian đầu? 저기 한국에서 온
연사 그리고 커피 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 아 nice to meet you 연사 예 그리고 에 에 15년 15년 아, 아, 15년 아니 그래 고등학교 친구 oh nice to meet you and all of you is a Korean Korean oh so no one speak Vietnamese there's no all Quãng thời gian đầu đến lập nghiệp ở một vùng đất mới thì chúng ta sẽ rất là cần sự hậu thuẫn từ gia đình. Thì không biết là gia đình của ông có đang ở Việt Nam không? À nhớ, 저희 가족은 아버지는 한국에 있고, 한국 코리아 그리고 내 와이프가 있고, 에 애가 중학교 1학년 남자애가 있고, 에 초등학교 2학년 여자애가 있어요. 지금 일본에서 살아요. 일본에서 사니까. 빨리 여기에 정착해갖고 빨리 이제 데려와서 여기에서 베트남에서 살고 싶어요. Vợ con của ông đã đến Việt Nam hay chưa? Có thích Việt Nam giống như là ông không? 좋아해요. 전부 다 여기 왔었어요. 베트남에 왔었고 8월 달에 또 여기 놀러 와요. 다낭. 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 아, 그렇게 또 다낭. 다낭. 어. 여름에 이제 summer school, 네, summer time 이제 가요. Tại sao lại đặt tên nhà hàng của mình là Hữu Duyên ạ? 당신이랑 나랑 이렇게 만난 게 2년. 2년? 네, 그러니까 우리 모든 사람들의 만남이 2년이라서 푸딩, 푸딩. 네, 오케이. 어? 한 명 gặp nhau là có duyên. You, me, me. Yeah, yeah, it's a 유인. 아니, 이거는 일본에서 에, 이거를 내 와이프가 만들었어요. 이거를 생각했어요. Vậy thì bây giờ Lan Trinh xin để ông quay trở lại với công việc của mình và hẹn gặp ông sau giờ được không ạ? Chúc ông sẽ có thêm là thật là nhiều những cái nhà hàng hữu duyên tại Việt Nam cũng như là những cái đất nước khác. Thank you very much. It's 3 years you go here. 3 years. Okay. Dạ dạ. Okay. Mọi nguyên liệu dành cho nhà hàng cùng công thức nước sốt bí mật của ông Ly cũng đã hoàn thành. Một ngày kinh doanh mới của nhà hàng Hữu Duyên lại bắt đầu. Hy vọng rằng vạn sự may mắn sẽ đến với công việc kinh doanh của ông Ly và những người bạn của mình để mảnh đất này tiếp tục quyến rũ họ gắn bó với Việt Nam. Việt Nam에 살고 싶은 이유는 베트남 경치도 좋고 문화도 좋고 그리고 무엇보다 사람들도 좋고 살기 정말 편한 나라 같아요. 네, 그래서 제가 마음을 굳히고 너무 저 한국에서 온 거예요. 아, 저는 직원이에요. 철저하게 직원이고 도와주러 와서 이사장님이 여기 정착을 하고 1호점을 성공시키려고 저는 같이 도와줬어요. 도와주러 왔고 그리고 아, 만약 이사장님 잘 되고 이 자리를 잡으면 저도 이런 가게를 할 거예요. 그래서 저는 이제 고향에서 한국에서 지금 제 나이가 42살인데 42 근데 15년 다니던 직장도 내버려 두고 저희 가족도 내버려 두고 혼자 왔어요. 혼자 와서 정착을 하고 가족들 다 부르고 여기서 죽을 때까지 살 거예요. Thưa quý vị, quả là một bất ngờ thú vị. Lúc đầu trước khi mà xem đoạn clip này, người có đoán là ông sẽ dùng nhiều loại trái cây như vậy để làm nước sốt không? Không, không, không. Ông còn nói trái cây thôi chứ không nghĩ là nhiều đến mức độ nhiều. Đúng rồi, nói trái cây. Khang cũng rất là bất ngờ tại vì Khang không bao giờ nghĩ là người ta sẽ sử dụng cái loại đường từ trái cây. Cái đường theo kiểu trái cây này là Khang thấy khá là thú vị đúng thế không ạ? Ông mở 15 nhà hàng ở 4 nước. Nhưng mà tóm lại là cũng chưa có biết được công thức. Chắc chắn rồi. Làm sao mà người ta cho biết. Và ông nói với Miko rằng là phải làm cho ổng 3 năm rồi ổng mới lên chỉ. Mọi người có thể thấy được một điều là bao giờ cũng theo phong cách Nhật Bản thì họ luôn luôn chú trọng đến cái việc sức khỏe. Đúng rồi. Nhưng mà nghe nói cái tự nhiên cái mình nó bụng mình cũng muốn đến đó mình ăn thử đúng không? Hay chúng mình cùng hẹn nhau tối nay đi ăn luôn đi. Có một cái điều rất là thú vị trong cái từ Hữu Duyên là tên của cái nhà hàng. Thực ra cái chữ duyên này á, với văn hóa của Nhật Bản họ rất là coi trọng cái chữ duyên. Ngay cả cái việc mà vào một cái đền thờ mà khi mà cúng vật thảy cái đồng xu cũng là cái đồng 5 yên. À. Và cái 5 yên đấy nó qua tiếng Nhật thì nó cũng có mang cái nghĩa là duyên. Người Nhật họ rất là coi trọng những cái mối quan hệ mà đột nhiên ta gặp nhau ở trên đời, những cái duyên trong cái mối quan hệ, những cái duyên đưa ta đến với công việc này, những cái duyên đưa ta đến với một cái cơ hội. Thành ra là mình sẽ lấy cái điều đó, cái chữ đấy đặt cho cái nhà hàng của mình.